JK Audio nghe chưa đủ thấy xác tin. Vâng, chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh YouTube JK Audio ạ. Vâng, JK Audio xin chào anh Dương Hữu Thụ ạ. Vâng, anh ở phường Phương Lâm, Hòa Bình. Vâng, sau khi anh có xem kênh YouTube và anh có trao đổi với bên JK và được tư vấn cho một cái súp điện 330 mặt trước, đó là súp BVK604i ạ, màu vân gỗ cực kỳ đẹp. Vâng, em thay mặt công ty JK Audio cảm ơn anh Thụ nhé. Vâng, thì anh Thụ ạ, đây là cái sản phẩm mà súp anh đã lựa chọn lựa đấy ạ, súp BVK604i màu vân gỗ 330 mặt trước, được bảo vệ bởi e căng lụa đấy ạ. Đây, toàn bộ là hàng mới bên em nhé, nhập khẩu Trung Quốc, bảo hành tranh 1 năm. Vâng, cái hộp thì bên em đã để đây, để tí nữa bên em test xong bên em đóng vào hộp cẩn thận gửi cho anh. Các em quay trở lại cái súp BVK đi ạ. Nhưng về cái không gian phòng mà đánh được cái súp này thì khoảng 30 vuông của anh cực kỳ hay luôn. Chất lượng thì vô đối, tiếng trầm rất là uy lực. Đây là em chỉ vặn chút xíu công lực của cái súp này thôi ạ. Vâng, em quay ra đằng trước anh nhé, à đằng sau anh nhé. Vâng anh Thụ nhé, đây là cái súp mà bên em đang test trực tiếp cho anh đi ạ. Vâng. Vâng, súp anh đang hoạt động đi ạ. Đánh nhạc có súp thì nghe rất là hay, giải âm rất là ấm và trầm. Vâng, em thử tắt súp anh đi này. Đây ạ, đấy ạ. Vâng, cái giải âm mà không có súp thì nghe rất là khó chịu vì nó rất là chóe. Vâng, hỗ trợ đêm trầm của anh này, anh nghe giải âm khác hoàn toàn luôn ạ. Đấy ạ. Vâng, dàn karaoke gia đình mà không có trầm thì nghe rất là khó chịu bởi những cái giải tần số cao rất là chói. Vâng, có hỗ trợ trầm vào thì nghe cái giải âm nó hay hơn rất là nhiều. Vâng, bên em có đưa vào phòng kỹ thuật test thời gian rất là lâu, cảm thấy ổn định thì bên em có dán tem bảo hành công ty JK Audio nhé anh nhé. Bảo hành cho anh 1 năm sản phẩm đấy ạ. Vâng, giải âm có trầm đấy anh ạ, rất là uy lực. Quay ra đằng trước đi anh Thụ nhé. Đây phía trong đi ạ, mặt bát rất là đẹp. Đó, xung quanh đang đánh anh ạ, anh Dung đi ạ. Nha, cái súp này của anh hoạt động rất tốt. Sau đây em xin phép anh Thụ em bỏ ra cho nhân viên đóng hàng. Vâng, sau cùng thì em chúc anh Thụ và gia đình sức khỏe dồi dào và chúc anh luôn luôn gặp nhiều may mắn trong công việc và cuộc sống anh nhé. Anh Thụ nhé, bên em đang kiểm tra xong và bên em đang đóng hàng đấy ạ. Vâng, xốp mút rất là dày anh nhé, 5 đến 5 phân đấy ạ, chống xốp rất tốt. Vâng, BVK mà anh Thụ đã chọn đấy ạ.